Tôi sợ không vui không? Quá vui luôn. Okay. Quá rồi, vui luôn. Vậy thì cảm ơn nhiều. Bye. Bye, vui vẻ. Vui, lần đầu tiên đi có người bạn chạy phía sau à, bạn ông bạn này ông bạn quen trên YouTube, là ông muốn chơi cho biết hồ lớn như thế nào, hồi đó là chưa đi ra hồ, khúc trong khúc ngoài, nên mình đi đâu đi? Thì chạy giáp chạy vòng qua chỗ mà nhà cửa rồi đó cho bác ông coi nhà cửa. Tiền. Hôm nay ông già Phạm lần đầu tiên chở cho hai vợ chồng người bạn đi dạo quanh hồ cho biết. Ông già Phạm rất là vui, vui vì quen một người bạn. Chị Anh nay mê chơi mà dậy sớm rồi mặc bơ phờ. Bơ phờ vui lắm chứ. Chào Bình Minh. Hôm nay ai cũng mê chơi hết trơn luôn. Sáng cái lo dậy sớm đi chơi nè. Không lo ngủ. No. No. Tính ra tính qua. Bữa nay ông già Phạm đi chơi vui không? Vui. Bữa nay có bạn đi chơi vui. Khéo rớt nha. Dạ. Lên, đỡ chỉ lên. Cái leo cũng khó lắm. Bữa nay đi vượt biên nha. đưa đi vượt biên luôn. Đây một đứa cháu nữa đây. Nay đưa đi vượt biên về Việt Nam. Cô lên. Không, cô quay phim. Chút nữa cô lên sau. Ghi lên Milly. Ăn uống no đủ chưa? Đi về tới Việt Nam là phải mấy ngày lận nghe. Thank you.
Đi về Việt Nam mạnh giỏi nha. Ba chị Danh, ba anh Danh về Việt Nam mạnh giỏi. Bữa nào mình thấy mặt trời đem cái đồi bơi xuồng. Bơi xuồng vô góc đó đó. Vậy đó hả? Góc, góc đó là đi thẳng vô tới nhà con. Ơi vậy sao yeah. Con bữa hổng là mới coi cái clip ba con mới, đi mới với anh chị con nè đó, đó ngay bơi, nhà đó bơi xuồng là chỗ này đấy hả, bơi vô dạ, hả? Ở đây ở đó là nhà con xuống xuồng là bơi vô chỗ đó, đó. À dạ. Tại vì nãy mình đi đường xe ngoài dạ dạ hướng này chỗ đó thì không có xuống tàu được. Quay chưa con? Quay đó. Quay bên ní đó hoàn nghe. Ô, tới Mỹ rồi. Dữ nha. Nhìn ngầu dữ chứ.
nhiều dữ nha. Có lăn xển không có viên nữa chứ bộ. Cái cầu 35 đây là mình qua là một phần nữa, cỡ nãy giờ mình chạy. Ồ, cầu 35 là đó, cầu 35 nhà bên đây nè. Dạ. Yeah. Yeah. Qua cầu này là người về nhà đó. Dạ. Yeah. Cái cầu này là nhà mình bên đây nè. Dạ. Yeah. Vừa mới qua cầu là tới. Qua cầu tới. Dạ. Yeah. Muốn chung cái cầu coi không? Coi cái cầu cầu. Muốn chung cái cầu coi. Qua cầu đi. Để con lái. Rồi, đổi tài công nha. Đẩy nhẹ tới. Chậm chậm quay. Rồi, tới tài công ấy, quay cho nó một cái. Về đón YouTube nha. Dạ. Về có mặt trên nhiều lắm, cái đầu bên kia là cậu bệnh nó nhiều.
cũng nó cũng ly gan cũng gan cũng gan cũng bây giờ cái này làm chồng chồng về vô 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 trái cây đâu trái cây hả mi ly nó xách em không biết nó bỏ đâu cây 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 đâ
Dùng cái người mình hấp rồi cao lên nó đủ quá chứ dữ đó cao lên cao lên em đó đó giờ bây giờ tới 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 tài chánh rồi đó lúc ví dụ như mình cần núp gió thì mình phải xuống nghe xuống đó cao lên có cái này nè ngồi cao luôn quay phim hả nhỏ không vậy đội chiến cầu thôi này chắc là bình thôi chứ đâu kìa chạy chạy đã hả nó muốn quay phim từ trên xuống nha ờ vậy hả nó, nếu vậy rồi nó không có đậu ngay chính giữa rồi xuống được không xuống đây luôn hả ủa vậy tầm hả máy bay quay trên không tại vì tôi quên dột tôi có đẹp không đẹp em lên ngồi trước ha thấy em anh quay cho phải tiếu lâm vậy hồi đó anh đi vượt biên chứ mỗi tuần nào là em đụng hai đứa con gì má chơi cứ hàng cuối tuần là đám cửa tiệm cái gì dưới chơi má ngày cuối tuần rồi lên Yo.
chạy cho mình coi chỗ đó cái có mấy cái mình đi vậy nó thoải mái mình coi cảnh vật được cái chỗ đó nó nhỏ thôi không lớn nhưng cái chòi đó là nó nấu ăn mà chừng đó cho nên đầu cái mình làm cái tum của nó đó kêu cá lóc cho nấu nấu cháo cháo cá lóc kia nó đem ra cho mình ăn vui lắm vui anh Danh với chị Danh tới nước Mỹ rồi đó nghe. Trời ơi, chuyến đi lịch sử đi chứ. Rất là lý tưởng luôn, đi tới nước Mỹ rồi. Ồ. Đây bạn chừng tàu ra cập bến cuối tháng 7 á bác. Dịch bây giờ nhiều lắm. Dịch trời á. Ở ngoài trên công viên ở chỗ nãy á. Nó đầy ngoài luôn. Trăm con đó. Cái gì đó hả? Wow. Xác cái máy rồi đi chơi 2 tiếng đồng hồ rồi giờ là chuẩn bị về đi làm á. Hồi nãy giờ chơi bây giờ chuẩn bị đi cài. Vui quá. giờ về đi cài. Về cài. Sao anh chị vui không? Vui. Cảm ơn anh chị nghe anh chị Linh. Nếu mà đi chơi là dạ vui là ok rồi, dạ tôi sợ không vui không? Dạ quá. Quá vui luôn. Okay. Quá rồi, vui luôn. Vậy thì cảm ơn nhiều. Công nhận. Rồi. Qua phải. Dạ biết. Gặp qua phải về. Dạ. Qua phải về. Bye.